Thôi nha, chào luôn mà mình sẽ làm thử sau về game của cái game Mini World nhá. Ok. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm cái gì? Đầu tiên mình sẽ cho anh em xem một một dương kho báu. Anh em nhìn cho anh em mình kinh chưa? Đã đổi á điện rồi, dầu hắc của anh em nhìn dầu hắc kìa, 52 cái dầu hắc kinh chưa? Đấy, mảnh vỡ lòng đất 24 cái mảnh vỡ lòng đất kìa. Ôi trời ơi, nó kinh. Xong bao nhiêu thứ nhỉ? Đá điện xanh, bao nhiêu stack kìa. Xong còn bao nhiêu cái yên nữa kìa. Cái yên ấy anh em biết cái yên, yên nó ở trong cái đổi dân làng ấy, xong rồi đá bóng tối kìa. Dương khóa thuốc lò, ôi nhiều lắm, toàn kho báu thôi, toàn đồ quý thôi mà thật là ok. Thì hôm nay mình sẽ làm video về một cái hướng dẫn, là một cái gọi là cái gì nhỉ, cái gì ta, một cái à đúng rồi, một cái hầm bí mật, một cái hầm bí mật mà gọi không cần ấn nút luôn, không cần bít tông luôn đấy bá đạo. Thì nếu muốn làm cái hầm này, anh em sẽ có phải có dầu hắc. À, tầm khoảng dưới 20 là dầu hắc và một hai stack đá điện, một stack đá điện và khá nhiều thứ nữa mà từ từ đã. Nhưng mà nếu mà muốn làm cái gì nhỉ, nếu mà muốn làm cái này à, cái nhỉ, cái hầm bí mật này thì anh em bắt được phải đào xuống cho mình khá khá, hiện tại hơi lang lác tí. Ok, bây giờ mình sẽ đầu tiên mình sẽ làm thứ nhất đấy, đầu tiên phải làm một cái đâu rồi nhỉ, đâu rồi ta, đây rồi, đầu tiên sẽ làm một khối trượt này. Thứ hai em sẽ làm khối trừ và khối cộng, à khối cộng và khối trừ, cái mất nói ngược đấy, thế thôi. À, quan trọng là làm tay tay kéo đẩy nữa và tay 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 đẩy nữa anh em ạ. Và cái khối trở lại nó là một cái gọi là một cái gì nhỉ, gọi là gì nhỉ, một cái điều 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 quan trọng trong cái công tác làm này. Đầu tiên ta phải làm lấy một ít sắt đã để mà làm cái tay kéo đẩy với tay kéo gì gì đó. Đầu tiên ta sẽ làm một cái lại ít que đã, rồi mình sẽ làm cái cây tay ấy, cái khối trượt này, à khối cộng này và khối trừ. Chủ chốt đấy thì mình nghĩ là anh em sẽ lên kiểu chủ chốt trong cái cách làm này. Thì đầu tiên là anh phải có được đá, phải có được dầu hắc. Dầu hắc thì cần có mỗi dầu hắc thôi, còn về đá điện hay là những cái khác thì không cần đâu anh em ạ. À đầu đầu cái bắt đầu đầu tiên anh em phải làm một cái dây điện đỏ đó. Dây đỏ thì mình thấy một số anh em không biết, thì dây đỏ nấu từ cái dây điện xanh ra đấy, tầm khoảng ít thôi từ anh em ơi. Đây ok, dây dây điện xanh này, điện xanh này có đặc điểm đặc tính gì thì mình thấy nó giống nhau hết thôi, chỉ là mỗi nó cách điện từ dây đỏ đến điện xanh thôi. Có bây giờ mình sẽ phải tính toán lấy cuốc đã, rồi cuốc ra, cuốc ra anh em mình chờ anh chút nhá. Ok thì từ lúc anh em ơi mình đã đào sẵn một ủi người một đống gỗ kìa, kinh thật. Ok bây giờ mình sẽ lên mình ấy lại, mình đã đào sẵn một cái gọi là khung sẵn rồi để mình ấy. Ok mình sẽ xếp lại chỗ này rồi. Rồi mình sẽ bây giờ mình sẽ gọi là làm công cái gì, cái gọi là gì, làm cái gì nhỉ? Ủa bây giờ mình sẽ làm cái tay tay kéo đẩy, tay kéo đẩy trước đã. Rồi đây, cái tay tay robot trước, làm tay robot xong em sẽ làm tay kéo đẩy. Rồi tay đây, tay kéo đẩy đây, tay kéo đẩy cần quen nữa. Ủa nhiều phết, nhiều phết đấy. Hầu như là cái này em cần phải có dầu hắc là nhiều, theo mình thấy là như thế. Và sau khi làm cái tay kéo đẩy xong, anh em sẽ làm khối trượt. Cái khối trượt này chủ chốt trong một cái trong trong cái công trong cái cách làm nhà bí mật này, làm cái hàm bí mật này. Ok bây giờ mình sẽ tính toán nhỉ. Để xem nào, để xem anh chút nhá. Ok mình đã tính toán ra rồi anh em ơi. Ok thì nếu mình thế này ấy, thì tức là từ bên trên xuống dưới phải 5 ô đâu, tầm khoảng 9 độ đấy. Ok, mình đã có tính tính toán rồi. Ok thì tầm khoảng từ dưới này ấy, lên trên bên trên nó là 9 ô, 11 ô. À, để mà mình còn kiểu hang sâu sâu tí để mình xuống dưới cho dễ. Ok. Rồi mình phải đào xuống này mà. Có một cái gọi là gì nhỉ? Có một cái gọi là đường đi xuống. Đấy như thế. Ok xong rồi. À, theo tính toán của mình ấy, thì thế này là ok rồi. Còn bây giờ mình sẽ đặt đặt mấy cái lốc vào. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đào xuống này, đào xuống sâu sâu tí.
Ok, bây giờ mình sẽ phải đào lên để mà khi cái khối trượt ấy, khối trừ đi xuống ấy thì có cái lỗ ở bên dưới để mà có thể đi xuống. Đấy, nó như thế. Định vậy. Em chút nào. Ok, xong rồi mình đã đào rồi, bây giờ mình sẽ phải đặt khối trừ ở đây để mà khi khối cộng tôi chết rồi, hình sai sai sao nhỉ? Kệ. Nhầm rồi, nhầm 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 rồi, nhầm rồi, nhầm rồi, nhầm rồi. Nhầm nhầm nhầm. Sai quá sai rồi anh em ơi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Bây giờ sẽ phải làm cái một cái cuốc. Đâu? Làm cái trận đuốc để mà xem có được không. Ok. Được rồi, xong. Ô. À quên 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 mất cái mất, còn có cái kiểu khối nhỉ? Giao 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 tiếp ấy, đấy, được chưa nhỉ? Được chưa? Chết rồi, ủ thì mày ngu thế. Từ anh em ơi. Rồi, ăn đã vào. Đấy, quên có mất phải có cái khối khối trượt. Khối trượt, ok, khối trượt. Ôi, nhầm nhầm không, thôi chết rồi. Cái này khó này. Anh em phải làm sao cái khối cái dấu cộng ấy nó phải úp vào mặt dấu trừ kìa. Đấy. Em. Ok, xong một hồi mình cũng đã xong rồi. Đây, mình sẽ cho anh em xem luôn này. Ừ, phải phải phá phá lúc này đi. Xong một hồi ấy, kiểu như cái dấu cộng ở cái kia ấy, nó phải úp vào cái dấu trừ thì nó mới làm được. Đấy. Từ anh em từ. Từ từ thôi, từ thôi. Đây. Đó, ui. Ô. Bị hỏng đâu vậy ta? Ô, chết rồi, lại hỏng đâu rồi? Từ anh từ. Từ từ. Ở đâu ta? Hỏng đâu ta? Hỏng ở đâu ta? Nghe chút nhá. Rồi, ok, xong một hồi mình cũng đã làm được rồi. Ok. Đấy, xong một hồi mình cũng đã làm được rồi. Chắc là tại vì do cái bản chất của này ấy, thì nếu muốn làm này anh phải kiểu cách biệt những cái khối nguyên thủy ở bên ngoài khối đã tạo ra ấy. Kiểu như là anh em cái khối đã kiểu mà đã đào ra được rồi ấy thì không phải dính cái khối nguyên thủy được, anh cách cách ly ra đấy kiểu như thế, nên là do bị dính cái khối kia nên không kéo xuống được. Bây giờ mình sẽ phải lấp đá vào để mà sau khi mình đẩy lên ấy mình có thể ấy xuống được. Ôi thế rồi rồi sao ta, rồi sao đây, mình ngáo quá. Rồi bây giờ mình sẽ phải làm lại. Ôi vậy khó này, ôi khó 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 khó. Ê, cái đặt đào rồi, đào rồi, đào rồi. Định lại nhảy xuống. Định vậy. Ui định vậy, ui được rồi, hay quá. Đây. Thì nếu anh em đặt thêm một lớp bên trên nữa thì là, tức là mình lúc lúc mình đẩy lại bên trên cái mái của mình cũng sẽ có một cái lớp đá ở đấy. Đấy như thế. Thì đầu tiên anh phải đào hết chỗ này ra. Rồi, tại vì nó không phải dính mỗi cái khối mà khối đã tạo ra rồi nên là anh em phải bắt buộc phải sử dụng những cái khối nguyên thủy, thì anh em phải lấy đá lên để mà có những khối đá nguyên thủy thì nó sẽ không bị dính đấy như thế. Ok. Ô ô ô lại hỏng à, anh em chờ chút nào. Ok, hơi hơi căng anh em chút nhá. Ok, lo mình chả nữa cái clip anh em ơi. Có vẻ cực xúc tí nhưng mà nhà mình bị phá tan tành hết rồi. Đau lòng quá đi. Bây phải lắp lại nhà, mà nói chung là bây giờ mình đã hoàn thành được rồi. Đầu tiên phải làm lại cái bàn chế tạo là một lần nữa đã. Đâu rồi bàn chế tạo đâu rồi đây. Xong cất đồ vào. Thì mình bữa bị con clip clip gì gì đó phá nhà mình luôn. Thế là không có nhà ở nữa. May là mình còn một cái gọi là khu khu ô trống mới. Ui, định mệnh. Từ anh em ơi. Đây. Giờ sẽ làm cái lút. Làm mấy mấy chục cái lút rồi. Được rồi, ok. Đây. Ấn xuống. Đây. Ô. Đây. Ô. Lẽ hồng à. Khi mà nhỏ từ anh em ơi. Ok, từ anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ ấn lại. Thao em hơi bị lỗi. Đấy. Đấy. Ủa, nhầm. Đấy, thế là mới đúng. Đấy. Mình vừa bị phá nhà nên là hơi ức chế tí. À, giờ đi xuống này, đấy ngầu chưa, quá ngầu luôn. Giấy lên này, đấy quá ngầu luôn. Bây giờ mình ngủ đã, định mệnh mới phá nhà xong đấy, tay vã lìn ra ăn tí thịt bò à? Cho nó lo tí. Rồi ok, giờ sẽ sang chính lại nhà anh em nhá. Ok, mình đã lắp lắp lại hết toàn bộ rồi, bây giờ mình sẽ trang trí mấy khung này. Đây mình có mấy khung này, bây giờ mình sẽ trang trí ở đây đây và đây. Ồ chỗ kia có cái ấy kìa. Đây rồi xong ở đây. Đấy kiếm đâu rồi nhỉ? Kiếm này. Đấy kiếm này. Ồ một thanh nữa mà.
Tiền mẹ mất một thanh rồi, thôi kệ đi. Nói chung là đây cái căn nhà của mình còn chưa cắm đuốc nữa. Cắm đuốc thôi. Cắm đuốc vào đấy, cắm đuốc các kiểu vào. Ôi, trời không được, trời không được. Đúng nhỉ? À không, trời không được rồi. Cắm đây, đấy. Cắm nhiều nơi vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống. Mình làm chỗ cho là chỗ này. Đấy, đi xuống rồi. Quá ngầu luôn. Ok. Có lẽ là mình sẽ làm theo kiểu khác nhỉ? Kiểu làm ý là nó không ổn. Ok, mình sẽ làm ở đây đi. Cái nói chung là đây làm một cái tầng hầm chứa kho báu của mình thôi. Chứ thật ra thật là nó vẫn còn hơi xấu một chút. Rồi, đây rồi, đây. Đây, lắp lại cho này. Cho đeo cho đẹp đẹp lên tí chứ để xấu quá không nổi. Chút kia tí mình sẽ lắp sau. Còn cái này là cái ô đấy, thế thôi. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, đi lên ấn cái nút, khổ đi lên quá ngầu luôn. Đấy, thế thôi. Cảm ơn em đã xong, bây giờ mình chào em nhé. Ok em mình trả tư clip anh em ơi. Ok thì sau một hồi thời gian mình đang đã gọi là gọi là gì nhỉ, gọi là thiết kế xong rồi đây anh em. Mình sẽ xuống xuống này, xuống mình sẽ đặt cái đuốc này vào và cái ấy sẽ lên trên. Đâu rồi định mệnh, đâu rồi, đâu rồi, đâu đâu rồi, từ từ ô định mệnh. À, đây 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 đấy, từ cái chỗ này nó sẽ ấy xuống thì mình sẽ làm lại anh em ơi, chứ tại vì nó bị khắm lọ tí. Đây đặt đây đấy, ừ, đây 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 là cái trong trong khoảng trong trong đấy của mình này. Xong rồi anh em sẽ đập cái lỗ khở cái này đập đập này đi, từ từ đập cái này đấy, đây sẽ kéo lên. Nhưng mà nói chung là bây giờ mình sẽ phải làm cái đường dây để mà dẫn nó thừa hai cái này, hai cái lên. Chứ tình hình để này hơi bị khó tại vì bây giờ mình phải đào cái này ra đã. Nó làm gì ta, khoảng này thì tức là mình phải để đây một cái bít tông này, đây một cái bít tông này lỗ lên trên này có vẻ khá là ok đấy. Từ mình sẽ làm lại. Ok đầu tiên mình sẽ phải làm cái bít tông đó anh em ơi. Đúng rồi, cái tay áo cẩy ấy, cái gì nhỉ? Đâu đâu rồi, từ. Đây đâu rồi. Đâu từ, mình phải làm cái gỗ, phải làm gỗ đã. Đây xong rồi làm tay tay kéo đẩy hai cái. Đấy làm hai cái này. Rồi lấy một ít đá điện ra. Bây giờ mình sẽ bắt đầu công việc nhá. Giờ mày tính tính toán đủ kiểu đó anh em ơi, tính toán tính toán tính toán là làm sao người ta nó khối đẩy vào thì tức là bên trên kia xe bên kia bên này rồi sang bên này làm nào ấy nhỉ, hơi khó hơi khó hơi khó, tức là cũng hơi khó thật, khó lắm luôn đấy. Ok mình sẽ thử làm nào. Đây ở đây sẽ có cái nút, đây cái nút ở khoảng ở đây, ở đây đây ở đây, đây. Cái nút sẽ ở đây, đây mình sẽ để đây đi. Cái lút thì mình sẽ lấy cái lút đầu rồi anh em, ở đây lút đây lút đây lút đây để lút đây, và nếu nếu mình ấn cái này cái cục kia nó sẽ đi ra đúng không nhỉ. Bây giờ mình phải tính toán kỹ lưỡng này anh em ơi. Đây đặt cái này ra, đây cái này đặt ra đây rồi, đây cái này này rồi nó sẽ thế này đúng không nhỉ. Đây thế này đi, đây thế này. À không không, cái này sai 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 rồi. Đây đâu rồi nhỉ, cái bê tông này, bê tông này đây. Và thử thử xem mà thử xem có được không đã. Ok được, ngon 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 tuyệt vời. Đấy, tức là mình để một khối đá điện đây nhá. Rồi mình phải lên trên đã, mới lên cái gì ta, cái này mới khó này. Mình cái gì nhỉ, sẽ làm tạm bài thế tạo đi, làm tạo bài chế tạo. Đâu bài chế tạo đâu đây, ờ, định máy ngu vãi lìn. Đây mới khối đây rồi, đây sẽ để ở đây và sẽ phá này ra. Rồi nếu thế thì tức là mình sẽ ấn cái này và cái kia sẽ kéo xuống và thôi trên mẹ rồi định vậy. Giờ tính sao ta, không có đường, hay mình làm bên này nhỉ, tính sao ấy nhỉ. Tôi chết rồi, tôi quyết định rồi, mình sẽ làm bên này đi, mình chỉnh lại anh em ơi. Ok mình đã chỉnh lại một chút rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục công việc ấy tí nhỉ. Mà mình đặt đây đúng không, đây khoảng đây kéo đường này lên, kéo cái này lên. Ôi chết rồi, định chết mẹ, ôi định mà chết rồi. Làm sao lên ta, à, lên lên rồi, lên rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy cái này lên, tự phải kéo lên định mệnh. Rồi hơi khó
Rồi. Rồi. Lấp lấp này vào đã. Ui, xin lỗi, ui, xin lỗi vỡ mồm. Rồi từ. Đá điện. Được rồi. Đây, được rồi, hay quá, tuyệt vời. Kết luận thành công. Bây giờ mình sẽ phá này ra. Mình sẽ định để ở đây ta, chỗ này đi, khoảng đây. Khoảng đấy, tức mình sẽ lối ra khoảng đây. Khoảng đây, rồi thế này. Chưa nhỉ? Thế này. Mình sẽ để một cái khối ở đây đi. Làm cái lút đã. Đâu rồi? Đây rồi. Đấy, từ từ. Đâu rồi nhỉ? Đây rồi. Làm cái lút đây. Rồi. Chết mẹ rồi, định mệnh cơ mất, cơ mất, cơ mất. Cơ mất điều rất quan trọng là rằng bên dưới kia vẫn vẫn chưa phải công tắc. Đây. Ui, sao vẫn bị giật nhỉ? Cái gì vậy? Được, mình phải chỉnh sửa tí nhá. Bây giờ mình đi xuống bên dưới. Bên dưới kia vẫn chưa bật công tắc anh em ạ, vẫn chưa bật công tắc nên mình phải bật. Rồi chết mẹ. Rồi. Đây đi, đấy, ngon rồi. Mình sẽ bật công tắc bên dưới này đã anh em ạ, bật công tắc bên dưới đã. Cái này phải phá ra. Cái ngu, ngu, ngu. Rồi, nút tiếp xúc, đây. Xong rồi. Đấy, thấy ngầu loài cho anh em. Rồi mình lên. Thôi chết mẹ rồi. Định mẹ chết rồi. Từ mình phải tính lại, tính lại. Ok, sau một hồi vật vã thì mình cũng đã ok, sau một hồi vật vã mình cũng đã gọi là cái gì nhỉ? Thế gọi là gì nhỉ? Tìm ra được cái cách gọi là ấy rồi. Đây giờ mình phải xuống dưới này đã. Làm việc phải có tí hiệu quả đây, mình sẽ thêm tức là mình sẽ thêm hai cái lút nữa, một cái bên dưới cái bên trên, hai lút bên dưới bên trên đấy, thêm thế nó mới khám lọ cho định mệnh khám lọ vãi trưởng đây. Ai cơ gấp đây đây. Ai rồi tưởng không được vỡ mồm đấy. Xong xuống này. Xuống này đấy. Thấy chưa? Xuống này. Xuống xong lên này nhỉ? Xuống này. Rồi cứ đi sai sai.